cái sau là mới lại xe đi. Để đi xe đi thẳng đâu có được. Nhưng mà đi cái đó thì mình ví dụ như mình muốn save the day thì cũng sẽ có thể là không cứ chừng next day cũng mệt. Nếu mà đi Saturday á thì trước mặt em không định thì có là phải phải cũng mất rồi. Đi go somewhere. Rồi cái này đi về á, cái này cũng đẹp cũng đẹp. Mà đi go get cái khá nhiều. Nhưng mà đơn cái là mình về tới nhà nó còn sớm. Nó còn là bay xa. Mà đi thì mất ngày chắc chắn. Mất có gì đó. Bay hết 5 tiếng, 6 tiếng rồi. Mà rộng thứ 3 tiếng nữa rồi. Thank you.
Yeah.